Tất cả anh em ở trên diễn đàn chim cu gáy là đây là anh Quý, anh ấy từ trong Thanh Hóa phóng ra và quyết định lấy một đôi chim giống của trại chim mình. Thì đây là cái đôi chim giống, thì đây là một đôi chim là các bạn có thể thấy là rất là đẹp. Chim này là về phải bón đó, thì hy vọng là trao tay cho anh Quý, thì anh Quý sẽ làm giống về để trên anh em ở trong Thanh Hóa có thể là giống chim chuẩn giọng thổ. Em ưng là em từ mấy Thanh Hóa em chạy ra đây em anh, mua. Anh lễ chú là phóng từ Thanh Hóa ra đây là thôi được rồi. Dạ vâng. Về em cứ cố chăm bẵm cẩn thận nhá. Dạ vâng. Sau này nó lên thì cứ để nó giúp giống giúp gen, xong rồi có gì biến động. Giống này về Thanh Hóa là chim rất to, nhiều rồi đây. Chim to chim. To chim như chơi. Chưa biết gì cả. Con này là con trống anh nhỉ? Đây con trống đây. Nhìn chỉ nó. Hai con này thì nó trông thế thôi, nhưng con này là con trống. Trông thế thôi, con này con trống. Ừ. Trông thế thôi. Rồi đây là đống. Đây là một cặp rồi đấy. Ừ. Vâng. Trông thế. Em cho em đôi này là em nhận đôi này về. Đang rẽ ra đây xong rồi rẽ trái đâm thẳng nhá. Vâng. Không cứ lên cầu bình thường, nhưng mà lên cầu phải đi vào luồng của xe máy nhá. Vâng. Đi vào lên ô tô là nó lại tuyết nó phát đây, toi mua được đôi chim thì ra ngoài Ba Vì rồi Hà Tây cũng cùng về Thanh Hóa, tính ra là nhiều quá thì lại không ấy thôi. Giống con má tao đi đường đâu hỗ trợ cho một tí nhá. Về Thanh Hóa sống nhá. Về bầu trời Thanh Hóa sống. Này về nhà không bao giờ sợ. Mấy tháng sau gáy ngay. Nhanh. Em thích nuôi cái này từ nhỏ. Mới bây giờ nó quen. Qua đi. Chị đang quay. Đây nha. Cho vào hộp này nha. Em ở chỗ nào Thanh Hóa? Em ở Yên Định. Yên Định. Vâng. Đi này là cứ cho no là cũng tâm nhất. Về không bị mệt chim. Tầm 3 tiếng về đến nhà ngay. Về đuôi thì có vấn đề gì alo cho anh nhé. Dạ vâng. Thế xong có khi phải về luôn đi em. Không là tối rồi. Em lấy cái em đục lỗ tháng chưa? Tháng đây rồi anh ạ. Hai lỗ tháng rồi. Chỉ làm tháng rồi. Ôi, có khi đi mặc áo mưa, à không để áo mưa nó bị lên đường đi về luôn. Quái nhất là gọi là thanh niên chưa vợ, nói là làm. Alo anh khó không? Lên là lên. Thì lúc sáng anh nó quay nhỉ. Về Thanh Hóa sống nha.